Cúp quốc gia 2024-2025 khởi tranh từ 19 tháng 10. Xem đỉnh nhất trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đã đến với những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Và đây sẽ là những diễn biến tiếp theo của vòng loại Cúp quốc gia mùa giải 2024-2025. Màn chạm trán giữa đội chủ nhà Khatoko Khánh Hòa và các vị khách PVF CAND. Và đây là đội hình xuất phát trong trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải 2024-2025. Với thủ môn đeo băng đội trưởng Võ Ngọc Cường, các cầu thủ số 5 Lê Cao Hoài An, số 6 Trần Văn Thái, số 8 Lê Trường Quốc Thắng, số 9 Nguyễn Đoàn Duy Anh, số 13 Nguyễn Minh Lợi, số 14 Lê Nguyễn Thanh Vị, số 18 Hà Minh Đức, số 23 Đỗ Trường Trân, số 43 Trịnh Văn Quang và số 52 là Huỳnh Nhật Tân. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia này với trọng tài chính là ông Nguyễn Hữu Tuấn. Và chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của họ trong trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 89 Trương Thái Hiếu, các cầu thủ số 2 Đào Văn Trưởng, số 5 Trần Đức Nam, số 6 Lê Ngọc Bảo, số 7 Ryan Hà, số 8 đội trưởng Huỳnh Công Đến, số 9 Nguyễn Xuân Bắc, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 14 Trần Văn Hòa, số 27 Trần Ngọc Sơn và số 29 là Nguyễn Huy Hùng. Hiệp 1 của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Khatoko Khánh Hòa và BVF CAND đã được bắt đầu. Ở trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ chủ nhà Khatoko Khánh Hòa sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Và trước đến nay thì BVF CAND chưa bao giờ hướng đến một vị trí cao nhất, vị trí chắc chắn, họ không phải phụ thuộc vào trận playoff nào cả. Cơ hội! Đó là lời chào hỏi của các vị khách. Người đánh đầu là Đức Nam. Cũng chưa thể tạo ra được quá nhiều những cơ hội. Pha để mất bóng rất nguy hiểm, cú đá! Không có bàn thắng. Quá đáng tiếc dành cho đội chủ nhà Khatoko Khánh Hòa. Thực sự là đáng tiếc. Một tình huống để mất bóng tai hại của Huy Hùng. Và thiếu chút nữa thì Quốc Thắng đã có một siêu phẩm. Thái Hiếu cũng đã dâng lên rất cao. Đánh đầu. Người chạm bóng cuối cùng đó là Lê Ngọc Bảo. Ngọc Bảo là cầu thủ có gốc Phú Yên, một địa phương cũng gần với Khánh Hòa. Lấy bóng dành cho đội chủ nhà. Quả đánh đầu đã không thể đưa bóng về phía khung thành của Thái Hiếu. Tình huống lên bóng bên phía cánh phải với người xuất hiện là cầu thủ mới vào sân Thanh Thụ. Cơ hội rất hợp lý, dứt điểm, không vào. Thời cơ ngon ăn nhất kể từ đầu trận, nhưng trọng tài đã báo việt vị. Người việt vị là Ryan Hà. Còn sau đó pha bỏ lỡ của BVF CND là của Đức Nam. Anh đã không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Ngọc Cường. Đường truyền tốt, đây là Ryan Hà. Vẫn là Ryan Hà. Căng ngang, dứt điểm. Đó là pha ghi bàn của Xuân Nam. Cuối cùng thì các cầu thủ BVF CAND cũng đã ghi bàn. Họ đã trải qua một trận đấu chật vật. Và sau một tình huống triển khai bóng mẫu mực thì BVF CAND đã chinh phục được hàng phòng ngự được xây dựng bởi các học trò huấn luyện viên Trọng Bình. Hoàng Phương không thể giữ được bóng, nhưng BVF CAND cũng không thể phản công xử lý hay. Nhưng quân ta lại chung quân mình rồi. Phản công dành cho BVF CAND. 4-1. Tẩy Văn Toàn có rất nhiều lựa chọn. Thái Bá Đa. Cho BVF CAND. Bây giờ thì mọi thứ đã thuận lợi dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Mauro Geronimo rồi.
Một tình huống mà mọi thứ xoay chuyển chóng mặt. Từ cơ hội của Katoko Khánh Hòa cho đến một tình huống phản công với lợi thế quân số áp đảo của PVFC AND. Phòng tuyến của đội chủ nhà chỉ còn một trung vệ. Nhưng đội chủ nhà vẫn chưa bỏ cuộc. Pha bóng lộ sút. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Tinh thần thi đấu tuyệt vời và Hồ đã ghi bàn. Hồ đã ghi bàn ngay ở pha chạm bóng đầu tiên của mình. Chàng trai của núi rừng Tây Nguyên. Quá giòn. Và trận đấu vẫn tiếp tục với sự kịch tính của mình. Pha bóng lập bập của hàng phòng ngự PVFC AND. Họ có phần chủ quan. Trần Hoàng Phượng. Đội chủ nhà rõ ràng đã được tiếp thêm tinh thần. Họ đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Và đây lại là cơ hội. Lại là Hồ. Băng lên. Nổ đã không thắng được Thái Hiếu rồi. Tiếp tục là các cầu thủ Khánh Hòa. Lại là Hồ. Hay quá. Kiến tạo được không? Không à. Thật là khó tin. Thật là khó tin. Hồ đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng đồng đội của anh thì trong một tình huống gần như là khung thành trống đá vào cột dọc. Bây giờ lại là quyền kiểm soát thuộc về BVFC AND Đức Nam. Pha lên bóng đầy tốc độ là của Thái Bá Đạt. Đưa bóng vào. Tỷ số là 3-1. Tỷ số là 3-1 dành cho BVFC AND. Một cái kết rất đáng với đội chủ nhà Katoko Khánh Hòa. Các học trò của huấn luyện viên Trần Trọng Bình. Mà cụ thể ở đây là Minh Lợi đã bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn hơn. Để rồi sau đó ít lâu thôi, trong một tình huống lên bóng sắc lẹm, BVFC AND đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Như vậy là tiếng còi đã cất lên. Sẽ là một cơ hội dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Trọng tài đã chỉ tay và chấm phạt đền. Thanh Thụ và Thái Hiếu. Tỷ số đều rút ngắn xuống còn 2-3. Game on. Mọi thứ tiếp tục. Thanh Thụ đã ăn mừng bàn thắng. Vâng, rất hài hước khi mà anh quên rằng mình phải thật nhanh về. Thật nhanh về để tiếp tục với cuộc bám đuổi tỷ số BVFC AND. Và như vậy là trận đấu trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang đã khép lại. BVFC AND đã có chiến thắng cực kỳ vất vả trước đội chủ nhà Katoko Khánh Hòa. Một cuộc rượt đuổi tỷ số ở quãng 20 phút cuối trận. Và những nỗ lực của đội chủ nhà thiếu chút nữa đã đưa trận đấu về tỷ số hòa. Nhưng rồi họ đã không thể có được tình huống dứt điểm quyết định. Mà pha bỏ lỡ của Minh Lợi có lẽ sẽ là tâm điểm. Bởi ngay sau đó BVFC AND đã có được bàn thắng ấn định tỷ số. Có được bàn thắng thứ 3. Và dù sau đó đã có một quả phạt đền để giúp cho Khánh Hòa, Kato Khánh Hòa có thể rút ngắn cách biệt. Nhưng như vậy là không đủ. Họ không kịp để tạo ra được một kết quả hòa và chấp nhận dừng cuộc chơi tại Cúp Quốc gia 2024-2025. Và đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong những diễn biến tiếp theo của mùa giải 2024-2025. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.